Đấy, thì bên này nắng rồi. Nó như thế. Đây là hoa gì đây? Con ngồi đâu? Hả? Con ngồi đấy, ngồi riêng cho man. Ừ, ngồi vào riêng cái vực ấy. Đấy, ngồi vào riêng đấy, không được ngồi vào hoa. Vâng. Không, con không quay ở đấy, con chỉ quay ở đây, quay này. Và nhiều cây đẹp. Cái này kia là cái gì hả thầy? Cái hoa này là hoa gì ạ? Bạch ngọc chi. Bạch ngọc chi. Tên hay đấy đến. Đẹp không? Đẹp, hôm trước con vào cái này là chưa có hoa. Đây chưa có hoa. Không bây giờ đâu. Mới trồng thêm một ít mấy cây. Công nhận ở trong này thì hoa mà nó nở cũng đẹp, nhiều hoa. À. Đấy, trong vào trong chùa kiểu như là đất tốt rồi. Tí nữa mẹ ra cây đu đủ đấy, đang cây cái bông hoa này. Bạch diệp ngọc chi. Đấy. Cầm đây. Vâng, lớn nhỉ, con đấy. Mẹ cây đu đủ to quá, to quá. Cây đu đủ to chưa? Cái hoa này cũng to, đẹp này. Nhìn chưa? Đấy. Dạ? Em đang quay. Hả? Làm sao? Nắng lắm. Quay để làm ấy mà. Để cho anh Tùng làm kênh. Chị em nào thì... Lấy cả tủ bông rác à? Hả? Tủ bông rách. Đây này, con nhặt cái này vào cho mẹ nhanh lên. Nhanh, nhanh lên. Không được cho vào như thế. Nhanh. Một hà diệp, bạch diệp ngọc chi. Đẹp chưa? Đấy, có cây đu đủ này. Đấy. Đẹp không bên này? Này, nhiều hoa đẹp chưa? Đấy. Các bạn nhìn thấy phía sau mình có một hàng cây hoa rất là đẹp. Mẹ có ăn hết một thứ nạt này. Nắng quá, đứng, à, đứng như này, đứng như này sao? Mẹ có ăn hết một thứ nạt này. Hả? Ăn hết thôi, ăn vừa thôi chứ không ăn nhiều như thế. Không. Không là không cái gì? Không. À, cái này để mẹ hôm nào mẹ về bà. À, mua hoa để trồng bông hoa này nhá. Mẹ có trồng bông hoa này không? Đâu. Cái này. Hoa này này, đẹp không? Trồng không? Có. Đấy, xong làm. Hôm nào mẹ bảo bố Tùng mua hoa này về trồng cho bên anh xem. Nó nở hoa đẹp nhỉ. Sao nó lớn rồi, nó mọc đấy các bạn. Ừ, lớn rồi nha. Nhiều hoa, đây có cả cái hoa gì đây này. Nhiều hoa không? Nhiều hoa đẹp chưa? Đấy, lắng là hoa đẹp. Vừa lẽ phải ngồi đây trước, xong rồi đỡ lắng. Xong ra đằng kia. Mình dại mà không ngồi vào đây trước. Đẹp chưa? Hả? Con nhìn thấy hoa đẹp mà con chả bảo mẹ. Đấy, nhìn thấy đây có nhiều hoa đẹp này. Bạch ngọc diệp chi. Hả? Cầm đấy, đút cả cái túi cái kẹo vào đấy. Cầm kẹo rồi chả kêu mở tay. Cầm cái bóng kêu mở tay. Cái này. Cây trồng trồng nhiều cây này mà chưa ra. Chưa có quả, có hoa vậy. Một hai ba ta cùng vui tắt đèn. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Nắng rồi nha. Một tí này là nắng lắm rồi. Đúng chưa? Xin chào tất cả các bạn. Các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của tôi nha. Ra thấy phía sau này, một vườn hoa rất là đẹp. Ở đây cũng có rất là nhiều những cây hoa khác. Chúng ta có thể nhìn thấy này, phía sau tôi này. Đây là một cây hoa rất là đẹp này. Đẹp chưa? Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Một ngày gần đây nhất.